Ok nhá, xin chào thể các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về cái One Piece Man. Bây giờ trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh hộ cho mình. Hôm nay đoạn này vẫn tiếp tục quay trong ngày 30 tháng 10 năm 2024 nha. Lúc này khoảng tầm 3 rưỡi chiều. Thì ở thời điểm này hiện tại đây sau một thời gian cũng xử lý xong các thứ linh tinh, bắt đầu mới về nhẩm lại cái sự kiện bí ngô một chút xíu. Tại vì thực ra cái sự kiện này nó có vẻ nó ngắn, nó chỉ có khoảng tầm 5 ngày, trong đó hôm nay chiếm một ngày rồi. Thì ta tính xem là liệu có cơ sở nào ăn được cái mốc không. Thì sau hồi bình tĩnh lại, check lại một chút xíu thì sự kiện này nôm na là cái dòng chữ phía dưới này này. Phía dưới này tức là hiểu nôm na là cứ tiêu một tệ thì nó cho mình một tích điểm. Còn thứ hai là mình tiêu 10 thể lực thì nó cho mình một tích điểm. Như vậy sự kiện này không phải sự kiện là dùng hoạt lực nhé. Nó sẽ dùng thể lực và dùng các gói nạp. Và khi cái tích điểm nó rơi thành hiện dạng bí ngô ở đây. Mình nhận cái bí ngô ở đây mới tính được này. Nên đó thì do vì sao lúc trước mình ấn một số cái mình nào gói 6 tệ ấy, mình không nhận được bí ngô đúng không? Tại vì đơn giản điều là mình chưa ấn nhận bên này. Nó không cộng thẳng vào đây, mình ấn nhận bí ngô mới cộng sang bên này. Đấy, là mình hiểu nôm na là hai hình thức kiếm điểm của nó ở đây là một là qua nạp là cứ một tệ cho một điểm, hai là cứ tiêu 10 thể lực cho một điểm. Đấy là mình hiểu nôm na như thế. Người ta biết lối là tính toán cái mức chi tiêu. Tại đây mình chỉ yếu mình quan tâm cái quà này là viên đá này, cái hộp này với lại cái ấn cấp 6 này. Đấy là ba cái thứ người ta sẽ quan tâm chính. Tại vì ra ăn được tối thiểu cái đá chẳng hạn đã ăn hết từng cái quà trên rồi, đúng không? Nên là ba quà này là ba quà quan trọng nhất. Còn lại cái bên shop này ở đây thì hiện tại là cứ dịch cái nhiệm vụ ra làm thôi. Cái này thực ra bản chất là nhiệm vụ hàng ngày, sau đó mình đổi được cái vật phẩm trong shop thôi. Thì vật phẩm này nói chung là đổi chắc chả đổi hết được đâu, nhưng mà quan trọng mình cần gì hơn thì đổi cái đấy thôi. Ví dụ có thể đổi cái bộ này kiểu bộ trang phục Halloween của Kabuto ấy, nhưng mà nói chung cái này mình không hứng thú lắm. Chẳng qua nếu dư điểm thì mình đổi, còn chủ yếu mình đổi đến cái vé tím thì, mặc dù chỉ có thêm một vé là hết rồi đúng không, với đổi ổ khóa. Còn nếu mình có nhu cầu đổi từ mảnh này sang mảnh kia thì có thể đổi thêm cái mặt nạ này nữa. Đấy thì ở đây cũng thêm cái ô giữa ở đây sẽ là ô quy đổi. Thì nó cho phép mình đổi những cái mảnh dư thừa từ con này sang con kia với cái phẩm chất tương đương. Ví dụ ở đây ấn dấu cộng đây, ví dụ mình chỉ vào UR, ví dụ mình chỉ vào chỗ con đồng đế chẳng hạn, thì mình được phép đổi ra một con UR khác, ví dụ đổi ra con muỗi. Thì khi đổi những con phẩm từ phẩm UR này hoặc là phẩm ấy hoặc là phẩm SR cộng này. Đây chỉ cho bạn xem thử nhé. SR cộng này. Bên này tôi có mực này. Ok chưa? Thì những cái này mình thấy dùng cái mặt nạ. Là mặt nạ đổi những phẩm cao, còn khi mình xuống cái phẩm thấp hơn ở đây thì mình chỉ xuống con R, con Choze chẳng hạn, chỉ sang con Phượng chẳng hạn đi. Thì bắt đầu dùng bí ngô, ta hiểu nôm na là cái bí ngô là để đổi vật phẩm từ cái mảnh con này sang con kia với hai con đồng phẩm, tức là cùng phẩm R, cùng UR, R cộng gì đó, đúng không? Thì những con từ R cộng trở lên, R cộng UR nó sẽ dùng cái mặt nạ, còn phẩm từ SR trở xuống là dùng cái bí ngô. Đây là về cái công dụng cái này nhé. Còn tiếp tục nữa ở đây là vấn đề chính sự kiện này là quan tâm cái này thôi. Để chưa thấy leak cái sự kiện này thì mình cứ nghĩ là sự kiện hoạt lực, nhưng thì mình nghĩ là tiêu cái thể lực tím, nhưng ai ngờ nó lại vào cái sự kiện này đâm ra nó tăng nạp hơi nhiều gói lúc đầu cái tích nạp ấy, dẫn đến việc đợt này cũng không có nhiều để nạp nữa. Nhưng mà thôi để mình tính sơ qua ít điểm xem là sẽ được bao nhiêu nhé. Thì đầu tiên ở đây bạn có thể tính ở đây là chúng ta sẽ có 3 lần nhận lực trong ngày nhé. Một lần dao động từ 10 giờ đến 13 giờ, một lần từ 16 giờ đến 19 giờ. Hôm nay bây giờ đang giờ này nhận qua tí này. Giờ thứ hai tiếp theo nữa là từ 20 giờ đến 23 giờ. Nhưng các bạn cũng phải chú ý một điều là mình là người Việt, mình chơi cái bản bên Trung. Như vậy thì cái múi giờ sẽ chênh nhau khoảng tầm 1 tiếng. Tức là hiểu hôm nay là cái này mang tiếng là từ 10 giờ đến 13 giờ, nhưng bản chất là giờ Việt Nam nó sẽ là từ 9 giờ cho đến 12 giờ, đúng không? Còn bên này tương tự như vậy, cái này sẽ là 3 giờ cho đến 6 giờ và cái này 3 giờ đến 6 giờ chiều và cái này sẽ là 7 giờ tối cho đến 10 giờ tối. Thì bạn chú ý cái mốc đấy để bạn nhận cho đúng, đúng không? Thì cái hai mốc đầu tiên cho mình 60 lực và cái mốc cuối cho mình 120 lực. Và như vậy ở đây thì nguyên chăm chỉ, nếu bạn chăm chỉ on hàng ngày được, đúng không? Thì bạn sẽ nhận được tối đa là 240 lực từ cái chế độ online này, đúng không? Nhưng tất nhiên là nếu trường hợp bạn không may không on được, bạn phải hy sinh kim cương và mua quy hồi điểm thôi. Nhưng thường thường sẽ cố gắng là chúng ta xử lý luôn, là ta sẽ cố gắng nhận luôn. Ví dụ mình ở nhà làm online thì có thể mình sẽ nhận luôn cái này được. Đấy, thì cái này tùy nhá, muốn tiết kiệm thì phải on đúng giờ, còn không tiết kiệm thì thôi, chỉ cần on đúng giờ đấy nhận là xong, đúng không? Chúng ta cũng chả cần phải treo máy gì cả. Thì đấy đầu tiên là cái nguồn đầu tiên mình tính được cái này là nguồn chắc chắn nhé. Thì ngày nào cũng sẽ có như vậy là ổn định là 240 lực từ cái này. Tiếp tục nữa, bây giờ mình quay sang bên này. Ở đây thì mình đang mua định kỳ, mình đang mua 5 lần cái chỗ này. Khi mình mua 5 lần chỗ này thì mình sẽ được là mỗi lần mua sẽ được 60 lực, là mình được 300 lực. Nhưng mà tuy nhiên mình thấy một điều là nếu mình chỉ mua đơn giản như vậy không thì mình sẽ không bao giờ đủ được điểm mình cần. Nên thì sẽ thử test mua cao hơn tí nữa, đồng nghĩa việc sẽ tốn kim cương hơn chút xíu nhé. Tại vì hiện tại mình đã dùng khá tiền vào cái đợt tích nạp lúc mới mở rồi. Nên thành ra là bây giờ mình không có nhiều tiền để mà có thể bơm theo kiểu dạng tệ, mà mình phải hướng theo dạng là dùng lực. Đấy thì mình bắt buộc phải chơi thêm tí, để hoàn cảnh mỗi nick khác nhau, tính khác nhau nha. Đây hoàn cảnh nick mình như thế.
Thì ở đây nếu mà mình giả sử mình mua thêm ít thể lực chỗ này đi, giả sử mình mua thì như là cứ hai gói mới tăng giá một lần. Ví dụ bây giờ mình bỏ ra 90 kim cương mua thêm phát này. Lúc trước là 150 kim cương là mình mua được 5 lần rồi nhé, là khá là rẻ đúng không? Bây giờ phát đầu thêm phát 90 này. Thêm một phát 90 nữa đúng không? Là tăng giá thành 150. Như vậy là tổng sau 2 lần 90 nó mình mua được thêm là 120 lực nữa. Rồi mình quét qua tí xíu cho nó tính thành điểm đã. Đây mình vào mình xả qua đi một chút xíu nữa nhé. Không có để nó tràn nó phí ấy. Tại mình sẽ phải tận dụng cả cái lượt nó hồi theo thời gian nữa. Nhưng nó sẽ không hồi nếu số lực mình vượt quá số giới hạn của mình. Ví dụ ở cấp 97 của mình hiện tại tối đa mình chứa được 176 lực là mắc. Nên mình phải cho nó tụt xuống để nó cứ khoảng tầm trung bình là khoảng tầm 6 phút là nó sẽ được hồi một lực. Như vậy là một ngày có 24 tiếng sẽ hồi được tối đa là khoảng tầm 240 lực. Nhưng mình chỉ lấy 200 lực thôi, cho sai số đi 40 lực như kiểu là không may để tràn hay vì lý do gì đó nó chênh lệch cái thứ linh tinh. Thì mình chỉ lấy là 200 lực nhé. Thế còn đúng ra là phải được khoảng tầm 240. Đúng không? Mình chỉ lấy 200 lực thôi. Không nên tính quá sát mà. Đây thì khi bạn quay trở đây bạn thấy một điều là cái điểm vẫn đang 96 đúng không? Bởi vì đơn giản mình chưa nhận và để ý bên này con nhện nó răng tơ nó ra cái bí ngô ở 21 này. Mình phải ấn ở đây nó mới tính sang bên này. Đấy, ví dụ mình ấn xuống cái hình cái bí ngô ở dưới này. Kiểu thế này lên 117 đúng không? Như vậy là lần đấy mình nhấn mạnh lần nữa lúc nãy mình chưa được cộng bởi vì không phải là mình làm sai nguyên tắc mà do mình chưa nhận bí ngô bên này. Nó sẽ để dạng bí ngô ấn nhận mới tính sang bên tích lũy. Nên mình khi mình chú ý vấn đề như vậy. Rồi đấy là sơ qua tí xíu cái đấy nhé. Tiếp tục nữa ở đây là còn gì nhỉ? Đấy về mặt lực là mình đã có được là hiện tại là mình đang có là tổng là mình bao nhiêu nhỉ? Mình sẽ có là 420 lực từ cái việc mua, nếu mình mua mốc 90 thì mua thêm hai gói mốc 90 của thể lực và được 240 lực từ cái việc điểm danh và được khoảng tầm 200 lực từ cái việc nó tự hồi theo thời gian. Bên cạnh đó khi mình làm cái ủy thác này rất dễ, mình sẽ nhận luôn được 60 lực này, ở trong cái chỗ trong này. Mình dịch chuyển trong này chút xíu để mình tính sơ sơ xem có cơ hội để ăn mắc được quà không. Thực ra mắc kiểu gì chả mắc được, nhưng quan trọng nó tốn hay không thôi. Khi mình vào trong chế độ này, khi mình ủy thác cái này nhé, thì mình sẽ nhận được chỗ này 60 lực ở chỗ này. Cái này nó ủy thác đủ lần bắt nó nhận được luôn. Nên cái này lực này ăn rất là ngon nhé. Cái này chắc chắn là được 60 lực này, được thêm 60 lực này này. Tiếp tục nữa ở đây là còn gì nữa không nhỉ? Một ngày trung bình mình sẽ nạp một gói 28 tệ đúng không? Như vậy chắc chắn là mình sẽ có 28 tệ được 28 điểm. Cái này chắc chắn rồi. Tại vì kiểu gì ngày thường mình sẽ mua gói sao cổ vồng 28 tệ, còn ngày có gacha thì mình sẽ mua gói 28 tệ vé đen. Đấy là tối thiểu nên chắc chắn mình sẽ có những cái đấy. Còn cái gì nữa không nhỉ? Ở đây sơ sơ nghĩ là vậy là cũng tương đối rồi. Thì mình tính sơ sơ chỗ đấy sẽ được bao nhiêu điểm rồi nhé. Thế nếu thiếu nhiều quá xem tăng thêm cái gói nào nữa. Đây chúng ta sẽ cộng rồi nhé. Chúng ta sẽ có là 300 lực từ sáng mua này. Nãy mới mua thêm 120 lực nữa này. Cộng tiếp với chỗ lực kia là 240 này. Cộng treo khoảng tầm 200 này. Rồi còn thêm cái gì không nhỉ? Ủy thác 60 ấy này. Đấy là về mặt thể lực nhé. Để tài có 920 lực, tức là đồng nghĩa với là 92 điểm. 92 điểm cộng với lại 28 tệ là 28 điểm đúng không? Còn sót gì không nhỉ? Rồi hết rồi, như vậy là tổng chỗ này mình sẽ thu được khoảng tầm 120 điểm một ngày. Đấy là tính bước đấy. Mà chúng ta còn 4 ngày nữa nhân với 4 này, nó sẽ có được tổng 480 điểm. Như vậy số điểm này vẫn chưa đủ lớn rồi. Tại vì cái mốc cao nhất của nó ở đây hiện tại, nếu mình muốn đỡ cái mốc cao nhất ấy, là mình phải ăn đến tận cái mốc 1.000 điểm cơ. Thì chỗ này cũng được gần nửa thì gọi cho ăn được đến viên đá đúng không? Tất nhiên là mình chưa cộng hôm nay thêm 117 điểm đang có này, 117 điểm còn được khoảng tầm 596 thì gọi cho sấp xỉ 600 đúng không? 600 vậy vẫn chưa đủ được cái mốc kia. Thế giờ tiếp tục mình sẽ tính thử xem tí là nếu mình hy sinh thêm chút nữa thì ở đây chúng ta sẽ có ở đây là nếu mình mua chỗ này, nếu tiếp tục mình mua thêm thể lực tiếp mình sẽ được là mất 150 được 60 lực. Còn đây này có cái gói tháng nó sẽ có cái gói này chắc sẽ rẻ hơn chút xíu này, 360 nhưng mà được cả thể lực lẫn hoạt lực. Nhưng thực ra nếu tính mỗi thể lực không ấy thì là lỗ hơn, nhưng mà bản chất cái này cho cả hoạt lực nữa thì cũng tiện. Thì mình đang tính cái việc khéo phải hy sinh cái gói 360, tại vì 360 nhưng mà cái này bị giới hạn theo tuần nhá, và sự kiện này nó gọn trong chủ nhật là hết, tức là không được sang tuần mới. Như vậy mình sẽ chỉ mua được tối đa 3 lần cái này thì mất khoảng tầm 1.000 kim cương, nhưng mà chắc là chờ sang ngày có Zombie Man rồi mua để nó lấy cái đấy hoạt lực cái thứ 7 thiên phú luôn nó tiện hơn. Nhưng mà sẽ có nhiều khả năng sẽ mua, tại vì bây giờ mình mua hai gói thể lực này tiếp này, mình mất 300 kim cương rồi mà cũng chỉ được 120 lực. 120 lực thì nó sẽ tương ứng với việc mình mua một gói 360 này, mà hai gói kia 300 150 là 300, nó chênh có 60, nhưng mà cái này cho thêm cả 120 hoạt lực nữa nên nhiều khả năng vẫn ưu ái cái này hơn. Thì mình cứ giả sử nếu mình mua cái này ba gói đi thì mình sẽ được thêm bao nhiêu nhỉ? 3 gói ở đây là 120 x 3 là 3 bao nhiêu nhỉ? Đúng rồi. 360 đúng không? 360 là thêm khoảng tầm 36 điểm nữa. Cộng thêm 36 điểm nữa là khoảng 630 mấy, cũng chưa cải thiện được nhiều lắm.
Như vậy có lẽ mình đang nghĩ việc hay mình mua thêm gói này. Mình mua thêm gói này để cho thêm lực hàng ngày đi. Mất 68 tệ. Thì đầu tiên là 68 tệ để được thêm 68 tích điểm này. Tiếp tục nữa là đây mỗi ngày cho mình 150 thể lực. Nếu mình mua cái gói này. Mà gói này mình mua xác định mua là mua bằng tệ nhé. Chứ mua bằng kim cương là để kim cương mua nhiều thứ này. Nếu mua kim cương mình sẽ lõm. Nên thành ra là thôi yên tâm mua cái này. Mà hôm qua không biết chứ không, hôm qua mình cóc tẩy dòng. Hôm qua mình tẩy dòng mình nghĩ là sự kiện tới sự kiện hoạt lực. Nên là đấy, nên thôi không sao, lỡ rồi thôi. Thì cái này là thêm 15 điểm một ngày thì cộng thêm mới 15 này. Hôm nay mình chưa mua gói này nên giả sử mua chỉ được 5 ngày là được 15 điểm nhân với 5 là lên được 776, vẫn thiếu. Vẫn thiếu, cái này không biết giờ bù đắp chỗ nào không biết đấy. 776, thực ra bây giờ đơn giản nhất là sao? Là sang hôm nay là 30 đúng không? Sang 31, ngày mai là 31, là coi như ngày mai rồi xuống ngày kia, ngày kia. Tại sự kiện nó còn là 4 ngày đúng không? 4 ngày nữa thì trừ ngày 31 thì còn 3 ngày. Nếu 3 ngày kia mình mua thêm vừa sao cầu vồng vừa để vừa hồi, vừa sao cầu vồng vừa vé đen để vừa hồi kim cương vừa thêm lực ấy thì có thể sẽ được thêm ít nữa. À đúng rồi. Mua trong cái gói sao cầu vồng cho mình 80 lực. Nếu giả sử mình cố gắng mình mua đủ cái đấy đi. Có nên không nhỉ? Tức là sẽ được 8 điểm, 8 điểm nhân với 4 đi, giả sử mình mua đủ 8 điểm nhân 4 là 808, mà nếu giả sử mình thêm 28 tệ nhân thế này còn vậy là hôm nay còn hôm nay xong thì còn 4 ngày, mất ngày mai còn 3 ngày, cộng 28 tệ nhân với 3. Đó, được 892 sắp xỉ đủ đấy. Tức là nếu giả sử mình vậy thì bây giờ mình chỉ cần cố thêm tí xíu, nếu mình muốn lấy cái ấn 6. Nếu mình muốn lấy cái ấn 6 thì mình vẫn phải mua thêm một chút xíu nữa, giờ chỗ này phải mua lên đất này. Nhưng mà không biết có đủ kim cương để trụ không thôi. Rất là nhiều khả năng mình vẫn sẽ phải dùng cái tin báo mình tích lũy cho phòng sự kiện hoạt lực đấy. Nhưng mà sẽ không mở ngay. Tại vì giờ bây giờ mở ngay thì đầu tiên mình không biết đầu tháng có sự kiện hoạt lực nữa không. Cái thứ hai là mở ngay bây giờ nó cũng quá nhiều cũng chưa làm gì. Nhưng mà có thể nhiều khả năng mình có thể mua tiếp mốc 150. Nếu giả sử mình hy sinh thêm kim cương mua tiếp cái gói này đi, là mình sẽ được thêm khoảng tầm mỗi ngày được thêm 12 tích điểm nhân với 5 ngày. Ủa là 952, vẫn thiếu một tí xíu nữa. Tức là mình đang định ăn cả cái ấn 6 ấy, hơi hơi áp lực cho đấy một tí xíu đấy. Không biết là cái nguồn không nhỉ? Các bạn có sợ vỡ kim cương không? Tại vì thực ra bình thường nếu mua 5 gói mất 150 thôi. Và mình thêm 2 phát nữa là mình thêm 180 nữa. Xong 180 nữa, cộng thêm cái kia nữa là 300 nữa thì cũng nhiều đấy. Nói chung là mua thêm cũng nhiều đấy. Nếu vậy chắc phải thêm gói 28 tệ bù vào nữa. Cũng đau đầu nhỉ? Nhưng mà chắc nhiều khả năng vẫn phải thế đâu. Thì thiếu tí xíu thì chắc cũng phải nhẹ nhẹ thêm một gói nào đó nữa đúng không? Nhưng nói chung là sẽ không tròn vào tích lũy được. Tại vì đây, cái tích lũy ở đây bây giờ nên cái mốc kia nó rất là cao. Nên tận mốc 1288 rất là cao. Nên chắc mình vẫn sẽ đạt mốc 688 thôi. Nhưng mà sẽ không lên được mốc kia nhé. Đấy là với điều kiện nếu mình muốn lên. Nhưng mà chắc nhiều khả năng vẫn sẽ lên đấy. Tại tầm này mình cũng biết điều, bây giờ mình ra mình vẫn muốn bổ sung được thực lực. Tại vì đơn giản mình biết là điều là lấy con Zubiman về mình cũng sẽ không thể lật lên được. Tại vì tướng cũng chẳng có. Nên là thôi chắc là nhiều khả năng thôi để dáng một tí xíu ấy. Thôi, để cứ chốt tạm, mình cứ mua tạm gói này nữa nhé. Mua gói này đi, gói này nó tiện. Rồi, chắc mình sẽ đẩy thêm chút thể lực, coi như là đẩy cấp lên sớm. Chứ còn bình thường xác định trên cày sẽ không đủ đấy nhỉ. Cày bạn chắc cố đến mốc viên đá là cùng đâu. Ở đây mình tính với trường hợp của mình đó. Tất nhiên đây được giảm giá một chút xíu, nó cũng rẻ đi nhiều. 68 thì tích lũy tính là 68, thì thực tế là mình sẽ mất 68. Mình sẽ mất đi ít đi 30%, đúng không? Rồi sau đó bây giờ mình đi xả lực tiếp, thì không có nó lại trả. Bắt buộc phải chăm chỉ xả lực để lấy cái lực hồi nhé. À thực ra mình đang thiếu một tí xíu, cái điểm thiếu tí xíu có thể tính vào cái 40 lực mà mình coi như là mất đấy. 240 tính 200 mà thì 4 đấy là 4 tích điểm, 4 tích điểm nhân với lại tức là 4 năm cũng được khoảng tầm 20 điểm. Xong có thể đầu sang gần đấy thì mua thêm cái gói nào nhỏ nhỏ nữa là sẽ được. Đấy nói chung chấp nhận vậy nhé. Rồi ok, xả xong cái hệ lực nhé. Nói chung là cũng hơi căng nhé, cũng hơi mệt đấy. Mà ấy sao cái này cũng đủ mốc tích lũy này. Rồi nhận mốc này mở luôn xem đồ gì nhỉ. Mình đang cần cái áo để xem được cái set tốc không ạ. Đây mình đang cần một cái áo tốc độ ở chỗ này. Một cái áo tốc độ của cái bộ flash đầu tiên, xem phải bộ flash không đã. Cái bộ tiên chớp ấy. Ôi thôi chết tôi rồi, không phải bộ tiên chớp rồi. Hay nghe trường khó nhỉ. Cứ tưởng bộ tiên chớp không cho, vậy thì thôi cũng hơi hơi nhọ một tí nhá. Tại các bạn nó không biết tiếng Trung không dịch được. Không sao, không có thì để cân nhắc để chọn món khác. Không có tia chớp thì quay lại Siriu xem còn thiếu món nào nhỉ. Còn Siriu mình có mấy cái món này phần trăm rồi. Thực ra nếu đã không có tia chớp thì cứ cái giày mà tương thôi. Đấy mà cái giày tương, đúng rồi, giày mà tương tại vì nâng lên giả sử nó có gia tốc có thể chuyển qua chuyển lại được mà. Tại vì đằng nào đây cũng đang tiện cái giày cũng chưa có dòng này, đúng không? Để xem con nào có giày có dòng ATK chứ. Nếu có chắc mình đã vứt sang rồi. Rồi ok, vậy cứ chọn tiếp cái giày nhé, chọn tiếp cái giày. Còn cái giày nữa của bên thuộc tính thì không quan tâm. Tại anh được một set cơ động là cũng vui rồi.
Chọn tiếp cái giày nhé, rất tiếc là thiếu một món tiền trước. Đây, chọn cái giày nhé, còn bộ nào không quan trọng nhé, thì nghĩ là mấy bộ này cũng ná ná nhau. Mấy cái đồ này của bộ cơ động thì phải, nhưng mà thôi không sao, cứ lấy cái giày nhé. Dòng gì đây? Ôi giời, đan sen rồi. Thôi, ok, vứt 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 vứt, không ăn thua. Chờ đợi nhất cái đấy không ăn thua gì. Nói chung là kinh tế không có nha, nếu có thì ta sẽ cố thêm, nhưng mà đây kinh tế nó có hạn chỉ vậy thôi. Còn cái bút cái để dành cái sao cầu vồng cái để đây đã. Thực ra ở đây vẫn còn một cái cơ hội đồ trong này, nhưng coi là mình lại đang phải ưu tiên vé tím, tại vì trong cái shop này nó bán đồ này. Đây nó có bán đồ nhưng mình không biết là cái đồ này là đồ gì thôi. Nhưng mà đây mình thấy có cái ô đồ, mình thử dịch qua chút xíu là cái ô đồ gì ấy. Các bạn mình muốn đẩy tốc lên chút xíu, nhưng mà nếu đẩy mất 30 sao cầu vồng nó hơi cao. Nên mình phải cân nhắc nhiều. Để tí bật cái áp dịch lên chút xíu. Sau khi sử dụng bạn sẽ nhận được một miếng giáp sáng bóng chất lượng tuyệt vời với ba thuộc tính bổ sung rồi. Nó chỉ chung chung vậy, nó không ghi được xét gì, vãi trưởng thật. Thế là nó xét gì ta? Nó chỉ kiểu báo là đồ lấp lánh thôi. Lấy được miếng giáp sáng bóng chất lượng chắc là đồ lấp lánh, là có dòng thuộc tính ngon, nhưng lại không báo rõ là cái gì. Thế mới khó nhỉ. Nó kiểu nó báo chắc chắn như kiểu là được chọn như cái bộ kia mà có thể bộ tia chớp chẳng hạn, mình lấy ngay. Thôi cứ tập trung vé tím trước đi. Tập trung vé tím trước rồi tính tiếp. Đây vào đây nhận thêm chút điểm trong này nhé. Ấn vào cái mặt con bí ngô nó được tính nha. Đây được thêm ít vé tím ấy. Nói chung là cái mốc đá đơn giản rồi, đúng không? Mốc đá đơn giản. Quan trọng là chọn cái gì đó. Thế thì thực ra cái này đổi mảnh vẫn khá là khoai nha. Tại vì thực ra là mình nhu cầu đổi mảnh tím ấy, chứ còn mảnh vàng nó thật là những cái con mình dư mảnh, những con mình đang cần ấy. Thế thì ra mình chán đổi nha. Ví dụ mình đổi đồng đế thì lấy cái gì mình đang đồng đế không? Ví dụ đây có đồng đế này, mình đổi đi lấy gì mà nâng? Bây giờ có mỗi con mực. Con mực thì may ra cần lấy, nhưng mà con mực thì ra giờ Puri DK cũng ngon ấy, mình cũng không nỡ đổi. Dù chọn cái này sang con mực chẳng hạn đấy, đổi được mấy mảnh đó. Cái này đổi tỷ lệ 1:1 hay sao, cái này nó tiêu, ví dụ đây chắc là đổi được 3 mảnh, chắc mỗi cái là mất 1 mảnh, đúng không? Thì có 3 cái này đổi được 3 mảnh, thế chắc đổi được cái này thôi, đỡ được 3 mảnh thôi chứ còn. Nói chung là cũng không ngon lắm nhá, thì các bạn là cái mảnh nó không có. Thứ hai bây giờ, à không, nó có tác dụng, có tác dụng, tại vì sao? Con DK là con anh hùng, mà con mực là con quái nhân, mình lấy cái vạn năng anh hùng dư mình chuyển ra con DK, mình đổi từ DK sang bên kia. Ừ được, cái này được ấy, cái này giúp mình nâng con mực nhanh hơn này. Được đấy, cái này hợp lý. Nhưng mà chỉ áp dụng được khi mà cái con cần đổi nó khác hệ nhau. Ví dụ mình dùng rất nhiều mảnh vạn năng quái nhân đúng không? Thì mình sẽ thiếu anh hùng thì đổi vậy được. Chứ còn nếu giả sử như con này mà con hai con đều là quái nhân thì vô dụng. Tại hai con đều quái nhân thì lấy bố mảnh vạn năng đổi thẳng cho xong. Ờ vậy được đấy, cái này tính ra cũng được nhé. Nhưng mà quan trọng bây giờ phải đi kiếm cái vật phẩm để đổi nhé cơ. Cái vật phẩm để đổi ấy, phải đổi trong shop này. Shop này hiện tại nếu mà đổi vật phẩm đấy 5 điểm thôi, chỗ này đổi thêm 5 cái, ưu tiên đổi cái này trước đi. Để mình đẩy nhanh con mực lên chút xíu. Thì lấy mảnh vạn năng thì chọn sang con DK nhé. Đây ví dụ mình vào con DK này. À, đầu tiên nó phải hai con này cùng phẩm nhau, hai con này đều SR cộng này, sau mình chuyển cái mảnh vạn năng sang. Đây ví dụ mình có 87 thì lấy sang, mình cũng chả có nhiều đúng không? Mình lấy khoảng tầm thêm đây lấy khoảng tầm 10 mảnh đi, xong rồi đổi dần dần thôi. Đằng nào bây giờ cái anh hùng sử dụng mà con zombie man kia thì mình lấy con UR cũng chả dùng cái này được đấy. Đấy là mình chuyển sang này mười mấy mảnh đúng không? Đây mình lấy cái mảnh này mình chuyển sang thôi. Đấy là trường hợp duy nhất mình thể ứng dụng được. Còn các trường hợp khác thì chịu nhé. Tại vì toàn có vớ va vớ vẩn chả ứng dụng được. Tại bây giờ hiện tại mấy con UR nhé, con mũi mình phải nâng nhé. Mũi mình không dám vứt này. Gô cái sư mình chưa xong này, đồng đế mình cũng chưa xong nốt này, Sonic thì cũng thôi. Mình không dám đụng vào, nó SR cộng thì được con này, đụng được con này. Còn đây vẫn cho đổi cùng bên anh hùng với nhau, cùng bên quái nhân với nhau nhé. Chẳng qua mình đổi vậy thì thấy lợi hơn. Tại vì nó muốn nâng nốt con này lên chút xíu thì mình kích tinh thông con mũi lên đấy mà. Còn thực ra không thì mình dồn sân xương rồng. Nhưng mà thôi mình nghĩ là cũng chả đủ cái vật phẩm cái mặt nạ ở đâu. Nên thôi chắc là nhúc nhắc vậy. Xong về sau, à cái này nó có cả mấy cái gói liên quan đến cái mặt nạ này, có gì không mua thêm mấy cái gói nhỏ nhỏ cái mặt nạ ấy. Thì coi như là đủ cái mốc mắc điểm đấy cái ấn luôn. Thì chắc chơi vậy cho tiện. Cái này tại tối đa đổi 8 mảnh nhé, mình cứ đổi tạm 8 mảnh qua đi. Nên nó hoán đổi sang 8 mảnh đúng không? Ngoài ra đây về sau mình bí quá mình có thể đổi trong này nhé, có cái shop trong này. Đấy, ví dụ cái này 68 tệ cho mình 4 cái mặt nạ đắt. Đắt quá nhỉ, mình không biết cái này có reset không, để ngày mai xem có reset không. Chứ còn cái này hơi đắt. Bỏ qua đi, kệ đó. Nói chung là mình hiểu cái công dụng của nó là gì đó. Rồi sau khi ấy xong một tí xíu lại quay về đây nhé, xem con mực nó sắp lên. Này mình còn ít mảnh vạn năng quy đổi tiếp sang này. Bây giờ thiếu một chút xíu nữa. Là có 6 thì đổi thêm được 6 mảnh nữa đẹp. 6 mảnh nữa là xem có thể làm xuống nhiệm vụ đơn giản cho xong cái này lấy thêm ít điểm nhỉ.
6 mảnh thôi mà 5 điểm một cái là cần 30 cái điểm này. 30 điểm này chứ chỉ cần làm tầm 2 nhiệm vụ là được. Mình xem cái nhiệm vụ nó dễ dễ làm một chút xíu mình làm chứ. Tại các bạn này bị dịch ấy. Mà dịch nhiều khi không hiểu nhiệm vụ là gì ấy. nhiều khi dịch sau không hiểu luôn. Để mình dịch thử xem là cái gì nhé. Hàng ngày nạp bất kỳ một lần. Nạp tiền bất kỳ một lần thì lúc nào mình trả nạp thì mình cũng chưa hiểu cái này ý nghĩa của cái từ nạp tiền bất kỳ là bao nhiêu. Tại vì thực ra nạp lúc nào mình trả nạp. Tiếp tục ở đây là thách thức huấn luyện cực đặc biệt dưới 10. Tham gia cung cấp tài liệu nghiên cứu. Cấp độ trùm đặt lại 3 lần tiêu thụ tuyển dụng mạnh mẽ. Mấy cái này dịch sơ sơ hình như toàn mấy cái kiểu liên quan tiêu tốn ra cha đinh tinh ấy. Mấy cái dễ dễ làm gần hết rồi. Thế kể ra ngon nhất thì mua gói nhanh hơn. Nhưng mà thực ra bây giờ hơi hơi tốn rồi. Thực ra mua gói được cái lợi có cả kim cương này. Mình đang bí kim cương. Mua cái này được 4 thôi. 4 mới được cái bánh đổi sang nữa là đủ này. Rồi vừa đủ luôn, nó chơi đúng 6-8 tệ vừa đủ luôn. Nhưng mà hơi đắt. Nhưng mà thực ra nếu mà 6-8 tệ thì 6-8 tích điểm nhanh hơn nhỉ. Hay thử thêm cái này tí đổi cho xong xử con đấy. Còn không thì đủng đỉnh mỗi ngày làm tí là cũng xong đấy. Chỉ hơi lăn tăn cái việc là nên ấy luôn hay không thôi. Còn cái này tính sơ sơ sẽ đạt được nhưng mà sẽ hơi tốn nhá, mình sẽ phải mua thêm. Nhiều khi mình nghĩ là có 6-8 này cũng cần đấy. Tại vì một phần lấy vé tím để quay được tới này. Cái thứ hai là cũng để lấy cái này. Tại ra 68 thì nó chỉ mất thực tế là bao nhiêu nhỉ. Nhưng mình sợ xu này, sợ ví thì thiếu đâu. thiếu mất 5.000 đồng. Đấy, thiếu một chút xíu và thủ giảm 3% rồi. Ôi, thật là khó suy nghĩ nhỉ. Một bên nên chờ không ta? Thế cái này phát giải quyết xong luôn này. Mấy nhiệm vụ chết tiệt thì lâu ấy. Thôi mình ra đi giải quyết vấn đề mua lực trước đi. Tại bây giờ mình đang tính sơ sơ, nếu muốn mua vậy phải mua thêm cả mốc 150 đấy. Thế mình sẽ mua thêm 2 phát 150, mất thêm 300 kim cương này. Thôi cứ giải quyết chỗ này trước đã. Thường thì cứ 2 lần xong nó tăng giá lên ha. 250 đắt quá thì thôi nhá. Mình sẽ mua cái này thêm 2 phát này. Để mình giải quyết cái vấn đề đấy xong đi xả lực tiếp. Nói chung sự kiện này ăn cái mốc cuối là hơi khó nha. Chẳng qua mình đang xem thế nào. Chắc nhưng mà thực ra đã tiêu thì chắc là nhiều khả năng sẽ lấy thôi. Nhưng mà sẽ hơi cao ấy. Đấy, được thêm 13 tích điểm nhận vào. Thân bản mình đổi mảnh con này phẩm hơi cao. Cái bí ngô, ra bí ngô chả làm gì khác ngoài đổi nhỉ. Để mình xem cái con phẩm thấp hơn nó có nào dùng được không nào. SR. Cái này chỉ lợi ông nào chơi Sonic nhỉ? Ông nào thích chơi Sonic bút tốc sớm ở server mới thì đổi cái này nhanh nhất này. Tất nhiên là nếu bạn xác định lên UR thì không cần lên Sonic. Ngày xưa mình lên Sonic bởi vì một phần ấy là mình không xác định chơi server đó thì con Sonic là con ngon nhất mà mình có thể lấy được. Thì mình dồn Sonic thôi chứ còn xác định chơi thì cứ dồn xương rồng thứ mà lên thôi. Mà nhìn với con SR cộng thật ra mình SR mình thấy chả có nào hứng thú cả. Không hấp dẫn lắm. Thế giờ đổi qua chả biết làm gì hay đổi mấy con Puri thôi ta. Các bạn mấy con này chả có nào dư mảnh quá nhiều mà đổi ấy. Đổi sợ không có đủ nguyên liệu để nâng sao ấy. Nói chung thì thấy hợp lý nhất là chờ có DK sang con mực thôi, mấy con khác thì không ăn thua lắm. À bên này cái nấc quà này cũng sẽ có những cái mặt nạ này. Thế cái đẩy từ đẩy nấc lên tí được, ví dụ đẩy nấc tí được 2 cái này. Đó, cái đủng đỉnh đúng không? Chắc là đủng đỉnh là được thôi. Chứ mấy cái này bây giờ thực sự là dịch cũng hơi khó. Nhưng mà cái này một lần mình vẫn lăn tăn cái này một lần là cái gì? Nó dịch ra cái câu mà đọc không hiểu là cái gì nữa. Tất nhiên là nhiệm vụ thì nó cũng cho thoải mái, nó cũng không thấy giới hạn số ngày gì cả. Thế đấy nó ghi là nạp tiền bất kỳ một lần. Mình không hiểu cái nạp tiền bất kỳ. À hay ý nói ấy. Hay nói ý nạp tiền là mua cái tệ này. Mình thử xem có đúng là mua cái tệ không nhé. Đây ví dụ thử cái này nhé. Mình sợ cái tiền là ý là nói cái tệ này. Chứ không phải là nạp vào game. Ví dụ ấn thử nhé. Cái này mà sai nốt là mình chịu nhé. Mình chỉ nghĩ là mỗi trường hợp này thôi. Đúng rồi, thế chấm đỏ đúng rồi. Ui trời, hóa ra nạp tệ nhé. Ồ thôi vậy cái nạp 6 tệ mà cũng được. Coi như một ngày cho cái voucher 6 tệ, nạp 6 tệ cũng được. Ok, hiểu cái nạp tiền bất kỳ rồi nhá. Nó là nạp cái gói tệ chứ không phải là nạp cái đi. Không phải bỏ tiền vào game mà là nạp cái gói phiếu ấy. Gói phiếu. Chà, game lằng nhằng vãi chưởng đấy. Đấy, 6 tệ thêm 6 điểm này. 2.19 là lên tiếp hơi khó nhỉ. Thế ra lên phát nó thì ngon nhưng mà chưa lên được. Thì cái bánh này ở đây hiện tại chỗ này đổi thêm được ít mảnh này. Đây, đổi tiếp cái này nhé. Mình đổi vé tím sau, đổi cái này trước ấy. Được 4 là đổi thêm được 4 mảnh này. Vẫn thiếu 2 mảnh thì phải. Đây lại chọn sang R cộng nhưng chọn DK nhé. Tại Buri vẫn còn chơi nên mình chưa dám vứt Buri. Mình vứt DK chuyển sang vì co rồi, co mình xịn đấy. Mình không cần thiết phải đẩy sớm co DK nữa. Bây giờ thiếm 2 mảnh nữa thì kiếm cái mảnh vạn năng ở chỗ khác đi. Chẳng lẽ không còn chỗ nào ra mảnh vạn năng xem là túi vạn năng chưa mở không nữa.
Vạn năng ở đây hiện tại như mở hết rồi sao? Để kiếm nó tí xíu thì nó gọn video. Mà nghe chừng có vẻ không có. Còn chỗ nào shop mảnh vạn năng không ta? Như hết mất rồi. Và xem hội nó nhận hết quà chứ. Hình như sáng này nó nhận xong rồi sao? Này không thấy chấm đỏ mà biết nhận xong rồi. Khoai nhỉ, thiếu có tí. Chắc là phải chờ sang ngày mới. Từ giờ đến tối thì còn thêm hai, còn một thêm đúng một lần nhận lực thì được thêm khoảng tầm 12 điểm nữa sẽ không lên được mức 300. Nói chung là sự kiện có 5 ngày, một ngày là 200 điểm đáng yêu cầu nhé. Tại vì 5 x 200 là 100 mà. À 5 x 200 là 1000 mà. Hoặc không thì phải mua, phải hy sinh kim cương mua cái máy hoạt lực sớm ấy. Máy hoạt lực sớm thì mất bao nhiêu nhỉ? Mất khoảng tầm 1000 kim cương thì nó cho mình được ở đây là 300 mấy là khoảng 36 điểm, cũng không ăn thua mấy. Nói chung nhanh nhất vẫn là nạp nhé. Các bạn cái này mình không biết trước nha, mình cũng biết trước sự kiện này mình để một số gói nạp chậm đi một tí xíu là ngon rồi. Nhưng một số gói phải nạp sớm, ví dụ như gói X4, à gói X3 kim cương với vé, cái đấy vẫn phải nạp sớm còn nó hết ngày. Nhưng có một số gói khác thể nạp lùi lại một chút xíu là sẽ đẹp. Nhưng mà quan trọng là đời biết trước thì nói làm gì, mình chơi server chung mình không thể biết trước được. Thế thôi chấp nhận thôi. Như vậy sau cái khoản vừa chi tiêu vừa rồi mình có gì mình quên chưa tính, trong cái tính mình quên chưa làm không nhỉ? Mình đã mua cái gói kia rồi, mình đã lấy các cái mốc kia rồi. Kim cương đến 150 rồi. Chắc là hết rồi. Như vậy hiện tại sau khi mua xong cái vé tím lên là bao nhiêu nhỉ? Cái vé tím của mình hiện tại nó sẽ tăng lên được là 72 vé nhé. Còn vì sao nhiều khi mình không dám cố nhiều, tại vì đơn giản là mình cũng phải để cho mấy ngày sau. Tại vì nếu bây giờ mình một ngày mình đang tính có 28 tệ, trừ đi 6 tệ kia là còn 22 tệ. Thì 22 tệ đấy, nhưng mà tuy nhiên bây giờ nó lại phát sinh vấn đề là mình lại phải đợt mua vé đen, phải mua cả gói sao cầu vồng mới đủ kim cương, mới có thể lực cái thứ tinh tinh ấy. Nên thành ra dẫn việc là chi phí mình đội gấp đôi. Gấp đôi thì mình không thể cố đợt này ngay lập tức được. Nếu không ngay lập tức dễ vỡ đấy. Rồi ok, tôi chấp nhận là để từ từ nhé. Nhưng mà qua giải thích mọi người qua chút về cái cơ chế của cái chế độ nhé. Nói chung là qua tiền với thể lực thôi, đúng không? Đấy thì giải thích qua một số nhiệm vụ cơ bản. Còn mấy cái này dịch hay là cố thủ lên một nhiệm vụ ấy nhỉ? Để mình dịch cố cái nữa nhé. Tại vì gần đủ mốc rồi. Nhưng mà căn bản cái này các bạn dịch nó lủng củng quá. Dịch cố lên một từ nữa xem nào. Biết đâu cái nhiệm vụ nó dễ dễ thì là. Ba phiếu tuyển dụng mạnh mẽ à? Mạnh mẽ là phiếu tuyển dụng gì nhỉ? Không biết cái vé vàng tính không ta, mình thử đi tuyển dụng cái vé vàng, sợ vé đỏ thôi. Mà vé đỏ sợ như sang tuần có sự kiện đua top vé đỏ sao, đéo nó quay vé đỏ. Mình thử quay thử cái vé vàng nó có tính không nữa. Tại vé vàng nó không tính đua top, không biết có tính được cái này không. Chứ mạnh mẽ là dễ dính vào vé đỏ lắm. Nếu quay thử tí vé vàng đấy. Nhưng nhiều khả năng không đúng đâu, vì nếu đúng là chấm đỏ, vậy không đúng rồi. Vậy chắc là nhiều khả năng là vé đỏ và vé tím nhé. Có hai cái vé đấy. Cung cấp tài liệu nghiên cứu à, cái này như tiếp tế linh kiện, tiếp tế nghiên cứu ấy sao? Cái này khéo làm hy sinh 5 vé chắc chẳng tốn mấy đâu. Đây dụ ấn nhầm rồi, sang bên này. Cái vé này nó kiếm dễ, nó làm vỗ cái vé linh kiện đi. Cho nó xong xử nhiệm vụ đi. Đây, ấn một phát X6 nhá. Hiện đường làm luôn nhật ký hành trình nữa. Ấn một phát thôi, tại cái vé này mình kiếm nó dễ. Đấy là chấm đỏ cả hai bên rồi. Đấy làm nhẹ nhàng rồi thôi. Này lên vậy là vị trí cái này lên thành là 400 tích điểm nhé, tròn 400 nhé. Ok, cái này đủ đấy. Để lên luôn cho nó gọn. Rồi sau đó mình vào cho cái shop, mình đổi thì lấy hai cái mặt nạ nữa là đủ này. Còn mấy nhiệm vụ kia cứ từ từ nhé, các bạn cũng tốn kém lắm. Rồi sau đó mình bây giờ mình vào đây mình quy đổi đấy. Mình lại chọn sang SR cộng, mình lại chọn DK này. Và mình chọn sang mực nhé. Nó tỷ lệ 1:1 thôi, chuyển đổi nhé. Nói chung là game chơi sỏ nhé, mấy cái con ngon nó toàn cho dạng cái mặt nạ thôi. Nó chỉ cho đổi cái con kia là bí ngô, chơi cũng khó khăn nhau lắm. Rồi đấy là xong cái vấn đề đổi nhé, mình vào nâng cấp con mực lên tí. Đấy có cái nhiệm vụ yêu cầu một con tâm linh 4 sao vàng làm nốt cho nó xong. Không để lâu quá, mình xác định cái con này không cho vấn đề khắc nghiệt. Là xác định là lên bằng cái mảnh vạn năng thôi. Đấy là mình lên con mực lên tí xíu này, lên được 4 sao này. Mình lên con này 4 sao mình nâng tí tinh thông lên sao này. Bây giờ phải xem điều kiện với con muỗi tinh tinh, quên bố như thế nào. Đây dịch qua cái này chút xíu nhé, nhiều quá. Kiểu ngày xưa dịch rồi quên, này dịch lại nhé. Mình xem qua cái này là cái gì. Đấy, cái này thấy cái điều kiện này gần xong rồi này.
chuyên môn trại của ba nhân vật thuộc trại là cấp 3. Chắc là ba nhân vật cùng tâm linh cái này là cấp 3 này. Vậy chắc là mình cần nâng con mực lên cấp 3. Rồi bây giờ mình xem qua cái này xem nó yêu cầu cái gì nhé. Tại cái này mình đang cấp 2, chắc lên cấp 3 là sẽ đủ. À, huy hiệu độc quyền riêng của bạn đạt 3 sao và giúp xếp hạng của nhân vật đạt 4 sao. À, 4 sao thì 4 sao bên này à? Mình nâng 4 sao con mực thì như thế này 4 sao con bên này hay sao ấy? Đồng phộng ấy chứ. Còn huy hiệu à, hay là để nâng sao để được quyền nâng cái huy hiệu nhỉ? Đạt 3 sao này. Đây. Tại như phải nâng thêm mới được cái này nhá. Cái rồng, rồng bay đâu hết rồi ta? Hình như rồng nó vứt bên Kabuto à? À không, chọn thêm một cái rồng đi được. Đâu? Con này 3 sao rồi. Một là rút từ con xương rồng sang, không mình nâng mới nhỉ? Thằng Kabuto mới, Kabuto rút rồi. Hoặc không mình làm một cái huy hiệu mới nhỉ? Tại vì thấy cũng nhiều cái mảnh huy hiệu. Ở đây mình xem qua cái mảnh nhé. Xem mảnh rồng được bao nhiêu mảnh nhé. Tại con Zubiman búp tốc thì mình cũng không định dùng cái mảnh cho con Zubiman đó. Thôi đừng nói là không được dư cái rồng rồi. Để nâng nốt cái huy hiệu lên 3 sao, điều kiện đủ hết rồi. Mình như mình, ở đây đây 23 mà cái này cần 50 đúng không? Cần 50 đang có 23. Mình vào trong này đổi thêm tí điểm đi. Nó mới cập nhật lại mấy cái shop đang gộp hết vào trong này cho dễ nhìn. Nhưng mà shop cổ vũ nó vẫn đang tính riêng như thế này. Đấy, ấn vào cái cửa hàng này. Cái rồng lấy thêm 5 cái đi. 23 với thêm 5 là bao nhiêu nhỉ? 23 thêm 5 là 28 đúng không? 28 bây giờ mình cần 50. 50 trừ đi 28. 50 trừ đi 28 thiếu 22 nữa. 22 nữa dùng túi chứ. Đây mình có túi này 33 cái. Rồi ok dùng đi, chắc không vấn đề đâu. Mình lấy ở đây là 22 cái. Chọn cái rồng. Với mình còn một cái túi chọn luôn huy hiệu sao là nếu mà sau cần Zubiman cần có gì dùng cái túi chọn luôn huy hiệu. Thì cái chọn cái này 22 mảnh con rồng trước đi. Để mình ghép cái huy hiệu rồng chứ mình đỡ phải rút con kia ra. Còn bên mình còn cái túi, mình nhớ có cái túi là mình chọn luôn từng cái huy hiệu đây, cái túi này này. Túi này cho phép mình chọn luôn đấy, mình phải chọn cái còn thiếu của mình, đấy cũng không có gì phải bộ. Rồi tiếp tục sau khi ấy xong đấy mình về nâng tiếp con mực này tí. Đây như mục tiêu đấy mình nâng con này lên 4 sao để mình nâng cái huy hiệu ấy. Còn cái chỗ điều kiện kia nâng con kia thì đơn giản. Đây nâng cái này lên 3 sao nhé. Ngon, sau cái này bây giờ còn cái điều kiện cái này con này 4 sao nữa. Con này 4 sao thì dễ đâu. Mấy cái con phẩm thấp thì dùng cái mảnh quy đổi sang được. Thiếu thì ta có cái sự kiện để nâng mà. Đây cho cái này lên 4 sao nhé. Bây giờ nâng xong mà vẫn không thỏa mãn điều kiện với nhục cơ. Tại chơi không biết tiếng mà. Chơi hơi mò mẫm một tí xíu là từng ngôn ngữ nó phức tạp. Đấy cái này nâng con này lên chút xíu này. Đấy cái nâng nhẹ lên cấp 3 nhé. Đủ luôn cấp 4 à, thiếu một tí xíu lên cấp 4. Thôi không sao, cái cấp 4 thì kệ nữa. Sao mình quay về cấp mũi. Đây ok, cấp mũi thỏa mãn rồi. Ui dồi, cuối cùng nâng cấp tinh thông nữa. Ui nâng khổ vãi trưởng đấy. Tại các bạn là giờ này kinh tế nó yếu nhé. Kinh tế mạnh là nâng dễ lắm, nhưng mà kinh tế yếu nâng nó đuối. Bây giờ mới lên được cái tinh thông được cấp 4, bảo sao đánh đam nữa chả có mấy. Đam cũng yếu mà thủ cũng yếu, tại vì bảo có nâng ở đâu. Bây giờ 4 con cấp 3 mới khó này. Cái điều kiện 4 con cấp 3 chắc để đấy đã. Phải đấy khoai, cái này nhiều cái chưa hoàn thành hết nhỉ. Khó, nói chung nâng mũi khó quá thì mất rồi. Thôi xem cái này, à, cái này lên 5 sao, 5 sao thì không vội được. Nhưng mà ngoài cái 5 sao xem cái điều kiện còn lại nó có dễ không. Bây giờ đành phải dồn cố, chả biết làm sao. Nói chung là dồn khó nhé, rất là khó. Chứ còn nó mà dễ mình lên xong lâu rồi. Cái này nó yêu cầu mình ở đây là giúp tiềm năng của nhân vật đạt 3 sao. À 3 sao con này, cái này thì chắc là dễ. Đấy rồi cho con này lên 3 sao luôn đi. À đây yêu cầu đánh trong cái quyết đấu sao? Những cái này bắt phải đánh quyết đấu một lần thì sao? Nếu nhớ không nhầm là thế. Để dịch xem có đúng không nhé. Không, nhiều khi bảo nhớ khéo nhớ sai. Nhân vật giành được chiến thắng tổng cộng đấy thôi, chắc là vứt trong cái chiến quyết đấu ấy. Để ngày mai nhớ vứt vào sau. Chứ hôm nay nó đánh xong lượt rồi. Ui nói chung là khoai khoai lắm.
Đấy, mình giải quyết qua số cái sơ khai, nói chung là nâng vậy. Nói chung là tương lai thì chắc là nâng thêm được một cấp của cái chỗ quỷ này. Còn cái cấp bên này hiện tại cũng chưa biết con tâm linh nào vứt vào tiếp. Thế là muốn nâng con nào hữu dụng một tí, chúng nó kiểu bắt cầu qua nhau. Đợt tới thì Zombie Man, đợt sau nhiều khả năng là Kabuto, à chắc là Fubuki. Đợt ra cái Fubuki là coi như kích là tiện luôn đấy, chờ Fubuki nhé. Nói chung con này mình không thể nâng các top được, nó không có. Còn cái bên này với cái điều kiện này trông nhiều chữ này ngại dịch quá đi mất thôi. Nên dịch thử tí không? Dịch thử tí sẽ có nâng được không nhé? Sợ hơi khó ấy. Quỷ thì dễ, thủy thì nó dễ dễ kiếm cái vật phẩm, nhưng mà một số điều kiện phụ mệt lắm. Tiềm năng của 4 nhân vật cấp ma đạt tới 2 sao, 4 con ma đạt 2 sao kìa. 4 con dùng cái huy hiệu quỷ ở đây hiện tại thì xem nào. Con muỗi là 1 này. Hiếm đấy, ít con quỷ đó. Toàn mấy con thảm họa cấp rồng đấy. Con này nếu nâng được thì con phượng, mà phượng chưa nâng nhé. Châu dê không liên quan rồi. Mũi đang dở một phát tiềm năng rồi. 4 nhân vật, giả sử mũi với phượng đi là được 3. Chẳng lẽ thêm tát à? À tát liên quan gì đâu. Ra Will anh quay cái đấy là đủ 4 con, nhưng mà quan trọng là cũng không có nguyên liệu để nâng nhé. Thôi tạm thời biết tinh thần như vậy. Tiếp tục là yêu cầu là chuyên môn của gì ấy? Của hai nhân vật chắc. Chắc là chuyên môn kia, chắc là kiểu cái tinh thông bên này. Thường sẽ là cái tinh thông của cái trước nó. Ví dụ như là tinh thông của đạt cấp 3. Ví dụ như là đây, ví dụ là nâng mấy cái tinh thông chỗ này này. Thì mình đang nâng cái ô cuối mà, thì thường là tinh thông cái này cấp 3. Mà cấp 3 cái này chắc lại nhiều khả năng vẫn là xương rồng nữa. À nhưng mà tính theo con quỷ, nếu tính theo quỷ thì bản chất là con muỗi là 1 đúng không? Thì đến tiếp là con... đúng không nhỉ? Đúng rồi, hai nhân vật nữa. Để cho mực lên tiếp, mực cấp 3 này nổi không là vấn đề. Một cấp thì mình nghĩ là nâng được, mà nâng thêm mấy cấp kia chắc hơi khó. Hoặc là chắc từ tính sau thôi. Hoặc cứ nâng được một cấp lấy cái tí cái siêu bất khuất là tốt rồi. Còn hai cái cuối liên quan đến kỷ vật thì cái đấy dễ, có thể tăng sao sẽ nâng được. Vì nó khó cái kia thôi. Thôi hôm nay nâng thêm một chút xíu cái này đã. Tức là từ tính dần dần đấy. Ở đây xem thêm chấm đỏ đấy, nhận thêm tí quà cái này đấy. Nói chung đang suy thoái tài chính một chút xíu, nhưng nhiều cái nó không giống cố. Cố vào dễ chết lắm. Nói chung cái trò tinh thông bắt nâng nhiều tướng nhé, đừng có hỏi vì sao không nâng được. nâng không nổi. Như vậy là con muỗi, nói chung mình đã cố gắng nâng muỗi nhiều trong khả năng của mình rồi đấy. Nhưng mà để nâng thực sự lên nhiều hơn nữa thì rất là khó. Mặc dù là phải nói là cái hệ quỷ là một những hệ dễ nâng nhất rồi đấy. Nhưng tuy nhiên là tài nguyên server mới nó ít quá, mình thực sự cũng không thể nâng được. Cứ đòi ra 4 nhân vật thế này thì khó quá. Thôi chờ lúc con Fubuki ra thì đẩy cho con muỗi lên cùng. Thật ra đẩy con muỗi chính là đẩy chính con Fubuki thôi. À nhưng mà cũng không được. Là Fubuki bên tâm linh nó giải quyết được cái bên hệ tâm linh thôi. Còn cần con quỷ thì vẫn không được. Thôi cứ từ từ giải quyết sau. Con Siriu đây còn một cái điều kiện gì đây, 3 đây nhỉ. Mình xem có dễ không, mình làm nốt đi. Nâng những phát cuối cùng của Siriu trước khi vứt ra đi. Chứ xác là sau chuyến này chắc là Siriu cũng khó rồi. Tại vì làm gì còn tài nguyên mà nâng nữa. Giúp tiềm năng nhân vật đạt 3 sao à? Chắc là bảo con Bakuja lên 3 sao chứ. Thôi cho đi 3 sao, cái này chắc cũng không khó lắm. Nó cũng chưa chắc. Thôi cứ nâng thử tí là nào, phải kích cái này lấy tiên thủ tính. À nhầm, đây là sao vàng mà sao tím bên dưới. Cái này nó yêu cầu cái gì đấy? Xem qua cái này một là một gì nhé. À đạo cụ độc quyền đạt 1 sao mới cho nâng rồi. Có cái 1 sao thì dễ. Đấy, xuống cái đạo cụ độc quyền. Là cái chỗ kỷ vật. Mất có 1 thẻ tăng sao. Quan trọng bây giờ kiếm nó nâng cái này cũng khó đấy. Không, cái này để dành đi, tại vì đợt tới thì phải nâng con Zubiman nữa cơ. Mặc dù Zubiman mình không định nâng nhiều tinh thông cho nó đâu, nhưng cũng phải nâng nhẹ một chút xíu ấy. Thì cũng phải có cái lõi để nâng, nhưng bây giờ dùng hết thì lấy gì mà nâng. Thôi kệ cho Siriu nó yếu đi tí xíu không sao đâu, tại nào cũng sắp hết tính sử dụng rồi. Bây giờ chờ xem đầu tuần vé tím nó hên hay không. Nó hên thì cái sao cổ vòng dùng việc khác được. Nếu nó không hên thì đi mua vé tím là hết rồi.
mấy con sau thì không dám đụng đến gì nữa. Nói chung là khó đấy, tầm này chắc nâng ở tầm đấy đó. Giờ thêm tiếp nó khó lắm. Mấy cái này vật phẩm đủ mà không dám ấn này. Thế ấn xong hết cái thẻ đằng sau cũng mệt đấy. Thôi cứ để dành đi đã. Nói chung là mỗi đồ đạc cái thứ là cũng tương đối nhiều đấy. 1.591.324 cái bên cái này thì nó sắp đến ngày của ấy không? Nó còn bao nhiêu ngày nhỉ? Cái này nó đóng vào ngày mùng 3 tháng 11. 3 tháng 11 thì kịp lên con Ruby Man rồi, đúng không? Tôi có để lấy Ruby Man để tính tiếp. À, bây giờ chắc là cho thử tí vào lại trong cái thác Trăng Khuyết đi, sắp đến ngày cuối cùng rồi. Đấy, ví dụ mình này, tôi xuống đây bên dễ trước này. Mình thử xem có hy vọng không nào. Đầu tiên là đánh thử cái này xem có hy vọng đã, nếu có hy vọng thì chuyển đồ sang Sirius đấm. Để chúng ta tận dụng con Sirius mới lên 5-6 tím ấy. Cũng muốn thử đi xíu cho nó biết. Xem liệu có nên cơm cháo này không. Lắp thêm tí đồ kéo đánh rồi đấy. Để lắp thêm tí đồ Sirius nhé. Mình chuyển đồ con mũi sang Sirius nhé. Cho tận hưởng nốt cái cảm giác chơi nó đi, không sắp sửa vứt đi rồi. Thật ra chơi chắc nó vứt đâu, nhưng mà các bạn là vì nó cùng anh hùng với Ruby Man nó khó. Nên nó sang nó vứt đồ sang này. Để cái lợi thế là kích thêm là xét đồ đấy. Đây, trang bị tạm để xem đánh được không nhé. Mỗi anh nâng thêm một tí để phải hy sinh đồ cho Sirius không biết cái trụ được không. Nó sẽ quay trở lại, ấn nhầm rồi. Đây, vào lại cái tháp nhé. Đấy, tướng thì chưa có gì cải thiện cả. Nên chủ yếu là xem tình hình đồ đạc thế nào nhé. Ta tới có thêm Ruby Man búp tốc thì có thể nhiều khả năng đánh trước được địch đấy. Chứ không phải đánh sau như thế này nữa. Đánh trước được địch là Sirius đấm trước để có lợi thế đấy. Còn đợt này đang không có búp tóc thì phải chấp nhận thôi. Hy vọng Sirius đấm phát 2 giết được.
Còn một mình Siri vẫn cân đấy. Cố gắng cân hết bọn địch này. Vẫn chưa được. Ít phải đấm lên khoảng tầm 2 cú nữa chắc mới sống được. Chứ một cú nghe chừng không được. Đánh một phát hết bố cái mau tím này. Vẫn khó nhỉ. Con này đập sợ vẫn chưa giết được địch. Tại con kia còn 2 chân máu tím. Thế con trô dây ở dưới cùng. Sợ đập không chết con đấy. Vẫn còn 2 con sống, với chủ đổi 2 con. Năng lượng thì đầy, quan trọng có sống được không. Vẫn chưa được. Đậu phộng ấy. Con đang tiện lắp đồ thử cái tháp kia. Đây đang cửa 49 xem đây là 50. Đã không có bút tốc để cái toàn đánh trước đâu. Tại nhiên nếu mình có bút tốc, mình build tốc đủ cao nhưng vẫn có thể kéo tướng đánh trước địch thì sao? Cái này không chắc chắn lắm đấy, người hình như là vẫn được. Bên này nó khó khăn ở cái chỗ siêu bất khuất hơn nhưng mà máu lại ít hơn sao? Cảm giác thế. Đấm sướng mắt thế. Là còn mình Siriu có cân đổi mấy con này đánh không ta? Cố ráng sống một tí nữa. Đấy đấm được này. Ồ vẫn chưa chết, vãi trưởng. Không là vì Bakugan nó hạ không ta? Không, vẫn sống. Chắc thắng rồi. Bây giờ sợ quái nhân nó thua. Không biết quái nhân thắng được không đây. Rồi giờ lại hy vọng quái nhân. Xem cho nó hấp dẫn nhé, ấn bỏ qua luôn, nó hơi nhạt nhẽo và xem hết trận nhé. Xem có win được không. Đây những cái cố gắng cuối cùng thôi vì sắp sửa hết tháng rồi. Mình tầm này mình xác định là cũng chả mạnh thêm được gì. Chắc là mạnh đến vậy là hết cỡ của mình rồi. Thì hy vọng là nó win được cho nó toàn nguyện. Xương rồng lần này cũng được búp thêm một tí rồi đấy, mà dù cũng chưa nhiều lắm.
Mỗi không lắp nhiều đồ đấm sợ đã không chết. Nó giật đau phết. Chà, xích vào xương rồng. Đánh gặp mấy cái con mực nó vất vả. Hai bên đều có mực hết. Giết được con đầu tiên, giết con Bakugan. Giết thêm được con Genji. À đây, ở khéo win rồi đấy. Con kia còn mỗi con Shiryu dạng SR thôi. Chắc là win được đấy, chắc là win được đấy. Thì lại vướng tí siêu bất khuất, nhưng mà chắc là giết được. Tiến thêm được một tí xíu. Còn nhiều lượt nhỉ, còn tận 6 lượt nữa, chắc là giết kịp. Vẫn chưa nổ chết. Không giết nhanh lên cho quả 10 lượt không chết thì vỡ mặt đấy. Đây, cảm giác máu địch càng ngày càng tăng lên nhỉ? Hay nó sang siêu bất khuất mới rồi ta? Vừa acid vừa đốt cháy là nó không chết rồi. Đùa rồi, sao cảm giác nó trâu ấy nhỉ? Này sắp sửa chết lại lên máu, ghét thế không biết. Nhớ cái liễu của nó không đây? Chết đến nơi chả lẽ không giết được. Sasuke Ranzen!
Đùa chứ, nó lên máu như người. Nhớ đến hình ảnh con Goketsu tăng máu hết kìa. Mặc dù là CDU, ngày xưa không chơi CDU này mấy đâu. Tại ngày xưa lúc nó ra đấy thì lấy sử thế hệ tướng SR cộng rồi. Đánh vầy với bản không win thật ý. Giết kéo không giết được con CDU thật ý. Thắng đến nơi rồi không giết được. Phần nó trâu hơn mình nghĩ đấy. Cái này khó rồi. Đánh giằng co cái này dễ hòa lắm. Này chắc ấn bỏ qua xem kết quả đấy. Đánh đánh cái này căng lắm. Hên thì giết được, còn xui thì thua chứ. Nó trâu vãi trưởng đấy. Đạo phó không giết con CDU thử spam vài lần xem có giết được không chứ. Như thế cảm giác nó trâu quá. Kiên trì spam đi. Nó thiết kế con CDU đấm không chết này. À đây win rồi này, phát này đen. Đây phát này win luôn rồi này. Nó không biết cả 50 win nổi không đâu. Còn cửa 49 là ấn lại phát là win luôn rồi. Ồ, oh, win tiếp rồi, win tiếp rồi. Ui xời, may quá. Ôi giời, xem cái đúng cái trận xem thì thua chứ. Đùa, bao nhiêu trận không xem đúng trận thua. Cái này thua tiếp rồi. Nó spam một hai lần nữa không win thì tôi cũng bỏ qua thôi. Tầm này nó cao quá sức của mình rồi. Nó win được cửa 50 thì mình cũng mừng rồi. Thật ra mắc là 60 cửa mình chấp nhận mất cửa 55 với cửa 60 là hai cửa quan trọng đi, ăn được mấy cửa đầu cũng ngon. À đây vẫn win tiếp này. Biết đâu phải lầy lầy cửa 55. Tại đánh có yếu tố may rủi nữa, và vì là đồ có mỗi một set đồ ngon vứt cho CDU rồi nên quái nhân nó không có đồ mấy. Mình không nuôi kịp mấy set đồ nên tôi cứ tạm cứ spam một chút xíu. Nói chung là đánh được khoảng tầm 50 tầng mình nghĩ là hài lòng rồi. Hai bên đều đi trên 50 tầng được rồi. Sau từ từ đúng đỉnh chinh phục nốt sau thôi, chứ tầm này cố quá thì mắc luôn 60 chắc hơi khó. Thử nốt phát nữa không win thì coi như chấp nhận tầng 52 đi, 51 thì vượt qua 51 rồi. Rồi ok, thôi cứ để vậy rồi. Đây những cái nỗ lực đi thêm một chút xíu đó. Những cái tháp như vậy là tương đối cao rồi. Mấy tầng cuối kệ đi. Cái tháp này đi chưa nhỉ? Tháp này mình đang 105. Đây đi tiếp hôm qua cũng quên chưa đi. Đi tiếp đây sẽ bị kẹt không, chứ mình nghĩ không bị kẹt đâu. Đi tháp chính nha, cái 33 cái để đấy đó. Đi luôn sớm làm gì đó. Chỉ có cái tháp đi cố một tí xem hết tháng nó reset đi, xem có cố thêm không thôi, còn cái kia thì kệ. Nói chơi đợt tới là cái phải chi kim cương hơi nhiều đấy. Có lẽ nhiều khả năng lại phải tiết kiệm cái chỗ bản vẽ đấy. Nên là không dám mua thêm lượt. Trinh cứu đàn chính.
Nhưng cái này đấy vẫn đang khá là yên tâm nhé, gần như không thua được. Thôi đánh tạm vậy. Ở như vậy hôm nay chung ngày hôm nay mình nghĩ chắc cố tầm đấy. Có gì thứ ngày mai xử lý tiếp. Cái này chấm đỏ cái gì ta? Này chưa nâng thêm được gì. Nhiều khi không biết nó báo cái gì. Không biết có cái gì quên chưa làm. Chắc nghĩ hòm hòm như vậy đó. Này 19 thì ngứa mắt nhỉ. Kiếm cái gì ấy, vào trong cái shop này. Đây mua được cái thẻ tăng sao này. Tiếp tục là đây mấy cái này toàn thiếu. Cái này bằng đồ thường, tôi cứ mua lấy một cái đồ thường. Là nhận thêm tí quà này. Bây giờ thêm một cái vật phẩm đó vàng vàng này được có hai không đủ không? Rồi ok, nói chung là chưa ghép thêm được gì nhé. Rồi ok, mình nối tiếp sang ngày mới nhé. Tính sơ qua, chủ yếu hôm nay tính sơ qua tí sự kiện bí ngô. Thứ hai là đi thêm tí tháp nữa không thôi. Còn những cái khác thì cứ từ từ giải quyết sau. Thì nói chung là bí ngô thì nếu không có sự cố gì thì mình sẽ ăn full cái quả mốc này. Là đến cái mốc của cái ấn luôn. Còn nếu trường hợp mà xui không đủ được thì thôi đành miễn cưỡng ăn cái mốc viên đá nhé. Cái đá chắc chắn ăn được rồi, cái đá là 100% ăn được. Còn hai cái mốc sau thì đấy thì nếu không sự cố thì ăn được. Còn nếu mà áp lực quá thì thôi, lấy mỗi cái đá thôi. Và lấy được cái đá này này, cộng với là tới điểm danh thêm được cái chỗ này là được này. Là được hai viên đá này. Cộng với trong này đang có sẵn ở đây một viên là ba viên thôi. Thế còn một cái túi chọn chỗ này nữa. Đâu nhỉ? Đây chỗ này đâu không? Túi dưới này là mình sẽ đủ 4 đá lên một con anh hùng. Thực ra thì lúc đầu định lên con tank top, nhưng về sau tính đến chuyện là nếu giả sử lấy zombie man thì kéo phải lấy cái hồn zombie man trước lên trước lấy tốc. Nhưng mà bây giờ phát sinh cả con đen bóng nó dự kiến sẽ vào trong vé tím nữa thì kéo phải lấy đen bóng trước. Ui nói chung đau đầu lắm, chả biết nó nào một lần. Thôi từ từ tính tiếp nhé. Thôi đoạn này tạm thời quay lại sẽ nối tiếp sang đoạn khác nhé. Rồi ok, tiếp tục sang ngày 31 tháng 10 nhá. Hôm nay ta vào giải quyết đầu tiên là điểm danh cho thêm 10 vé này. Nói chung là cái điểm danh nó sắp hết rồi đấy. Ở trong đợt con zombie man nó sẽ điểm danh hết tất cả cái này thôi. Rồi còn trai thì chỉ còn có 6 ngày mà điểm danh trong cái banner tận 14 ngày. Nên chắc chắn sẽ nhận nốt được cái vé này nhé. Tiếp tục xem bên này ấy tiếp cái gói 28 tệ chỗ này. Rồi tiếp tục kiểm tra cái trên này không có gì đúng không? Rồi tiếp tục sang tiếp bên này. Hôm nay bắt đầu sẽ nhả bán cái vé đen rồi đúng không? Nhưng mà thôi cứ từ từ đã. Bình thường sẽ mua 5 lần thôi, đợt này mua lên thành 7 lần nhé. Cái này vẫn mua 2 lần. Này vẫn dùng kim cương tiếp. Này là mới có đồ vàng. Không có, à đây có một cái này. Quan trọng là dòng gì nữa. Ui tấn công cộng à. Giá 5% phải đẹp. Còn lần reset này. Này đắt quá. Này mua qua qua chút xíu nữa. Nó dịch mấy cái shop ở đây cho nó dễ tìm hơn. Này, mua thêm lý cái lõi này khá lời, đợt nó update nó reset lại mấy cái này. Còn mấy cái kia đang bị thiếu điểm, chưa có điểm để mua. Còn cái điểm trắng thì được sướng cái điểm bạc bạc. Rồi tiếp tục đi xả lực đã.
Cũng là để chơi sự kiện bí ngô luôn. À, hôm qua đánh con bot hội có hai cơ hội mở cái này. Mở thử xem nó trúng được quà gì. Ô được cái viền này, cũng được. Được cái viền, được cái nguyên liệu tẩy. Mình nhận thêm chút quà này. Đang quay buổi sáng nên chưa full mốc, đến tối sẽ full. Này tiếp tục đi quét, quét theo kiểu quét thường ấy nhé. Thì mình cũng hết cái phiếu x2 rồi. Thì có cái phiếu 1,2 lần. Thật ra bên cái chỗ kia đỏ quét qua một tí. Này không biết có nên cố 6 lượt một ngày không? Được vé thôi, cố thêm ngày hôm nay. Mệt mỏi lắm. Cái này nó tốn nhiều ấy, mỗi cái một tí tốn hơi nhiều. Nhưng mà đang đẩy nhanh tốc độ cái kia một tí xíu. Không biết có trụ được. Tại bảo cái gì cũng cần đến kim cương. Nói chung cứ mua đều đều thì nó sẽ chắc chắn được full cái quà thôi, nhưng mà nó trọng nó tốn. Còn dư tí hoạt lực thì chắc lại quay về quét tiếp chỗ thiên phú. Mỗi tội không có cái x2 thì nó hơi lâu. Này ghép lên một chút. Lên được 9 rồi được 10 không? Không lên 10 khó lắm. 154 điểm thôi, ấn nhẹ cái dưới này. Giờ cái này lắc cái viền. Hình như cái này sang tuần mới thì cái này sang tuần mới nó reset cho mình cái lượt rồi. Vẫn còn 138 điểm để tận dụng cái này chút xíu xem cái nào đang màu xanh mà chưa 3 sao. Ví dụ đây còn cái tiên cơ vị trí số 2 này. Với cái sục sôi vị trí số 1. Với lại một cái dâng trào vị trí số 3. Chắc còn có 3 bộ đấy đó. Vì số 4 thì không phải. Để mua cái RAM đùm. Cái này 4 thì không có nào 4 đâu. Tôi thử mua một cái RAM đùm. Tìm đúng vị trí nó hơi khó. Có cái này vì số 3 mà cái này không phải. Cái dâng trào là cái số 3. Còn cái kia là vì số khác. Số 1, số 2 thôi. Thế mua thêm một túi RAM đường tiếp. Hình như đợt tới nó có con zombie men ra cả cái tốc cơ. Mệt, cái tốc không có vé để quay. Nhiều khi biết sự kiện mà cũng không làm gì được. Nó tốn quá. À, cái này bị số 1 rồi, cái này có phải thứ mình đang thiếu nhỉ? Như cái sục sôi. Còn cái tiên cơ vị số 2 cơ. Cũng chưa đúng chứ. Dâng trào 1 thì không đúng. Mua cái răng dâng trào ram đùm. Trong lúc bế tắc quá thì thử vận may với cái ram đùm đi. Biết đâu lại trúng được cái thứ mình đang cần. Vậy hết lượt là mới rồi. Ok, xong mở mấy cái ram đùm đi. Thì số 4 là thất bại. Số 2 à, cái này như cái này là cần số 1 thì sao?
À, cái này số 3 thì đúng này, nhưng không biết là đủ lượng chưa. Đây đây một cái hội mở đồ chứ. Lại cái quần này, cái quần nó ra đúng dòng cũng chán này, cái quần nó nhiều ấy. Rồi chúng ta tiếp tục quay ở chỗ này. Mình xuống cái dân trào. Mình xem có đủ nâng cấp không? Vẫn thiếu một. Thế vậy đấy, chỗ này chưa được thì dùng cái viền. Ok, 40 vòng nữa. 440 rồi, vẫn thiếu chút nữa nhỉ. 700 rồi. Không thiếu cũng nhiều. Lên trên này đập chuột tí xíu này. Chỗ này nó còn phần thưởng gì? Nó còn sao tím với vàng, hy vọng ra sao tím nữa. Cái vàng này cũng nhiều, đập đây nhé. Lấy búa này. Ra sao tím là đẹp nhất. Ui, trúng vàng chưa? Vàng thì thiếu nhiều nhưng mà vẫn muốn sao tím để reset vòng sớm thì thôi không được thì thôi. Rồi tục xuống phía dưới này tiếp. Nói chung cái mốc này chịu chết nhé, mốc này không cố được. Mốc này cố nó tốn lắm. Để xem bên này xin được khoảng bao nhiêu điểm. Chỗ này khoảng tầm 118 điểm. Thực ra thì nếu trường hợp mà tốn kém quá thì bỏ cái mốc cuối thôi, đúng không? Nhưng mà chung cái mốc đá chắc là sẽ đạt được rồi. Đá là khéo ngày mai, cố gắng một tí khéo ngày mai đạt luôn đá. Quan trọng là có quay vé tím có thuận lợi hay không. Cái này nhận. Cái này thì ra bản chất trong quá trình là nhiệm vụ vô tình nó sẽ làm luôn. Đây những nhiệm vụ này reset qua hàng ngày ấy nhỉ. Tại vì nếu không reset hàng ngày sẽ không ấy được cái này. Ừ, cái nhiệm vụ này như reset mỗi ngày đấy. 50 điểm cái này đổi cái gì đấy. Chả lẽ đi đổi tiếp cái này thì quy đổi mảnh. Cái mảnh hiện tại không có nhu cầu đổi lắm ấy. Cái bộ thời trang này cũng không hứng thú đâu. Thôi cứ để dành điểm đó nhé. Chủ yếu là lấy cái viên đá thứ bên cái nhánh của bên kia thôi. Cái bên còn lại cũng không hứng thú lắm. Này vẫn tiếp tục chọn quái nhân. Chủ yếu bây giờ toàn nâng quái nhân là chính rồi. Này ram đường hay là chọn này. À túi chọn thì ngon này, mình đang cần rất nhiều cái này. Mới được tích được có 57 vé. 57 vé là tới mà gia tăng tỷ lệ đúng cái bộ tốc nữa mà không có nhiều thì cũng chết dở. Mới được có 57 và 57 chỗ bên này. Cái túi lựa chọn được bao nhiêu nhỉ? Cái túi của gói 28 tệ nó không biết là bao nhiêu túi đấy. Lẫn chỗ nào? Chắc là phía trên. Có 10 túi chắc được 20 lần rồi. Được 20 lần. 20 lần cái chỗ mình đang có sẵn 57 gọi cho làm tròn là 60 vì mỗi ngày điểm danh cho một phiếu mà. Để mình mua cái gói ấy, điểm danh rồi. Như vậy là 60 với 20 là 80. Cố lắm chắc được 100 lần là cùng. Nói chung là nhọc kinh khủng đó. Nó cũng không thể kiếm được nhiều hơn nhé. Rồi đấy sơ qua tí cái vấn đề chuẩn bị. Cái này điểm thì chờ thêm. Nói chung mấy cái kia đổi hết rồi. Bây giờ hôm nay là ngày mình đã quay video ngày 31. Là ngày chốt hạ thì chắc là đi cố nốt xem nốt tí cái tháp trang quyết thôi. Được thì được, không được thì thôi thôi. Đấy là những cái giải quyết cuối cùng thôi. Xong sang tháng mới sẽ reset các thứ rồi. Đây là những cái cơ hội cuối nhé. Nếu mà được thì tốt nhé, không được thì thôi nhé. Chứ tầm này không có gì nâng nữa. Có nâng thêm tí đồng đế thì nâng. Mà nâng đồng đế xong sợ không còn lõi thì nâng zombie man ấy. Thì nếu nâng có thể nâng thêm tí xíu sao con đồng đế được. Này là 22 mảnh, mũi thì bao nhiêu rồi? Mũi là 13 rồi. 13 chỗ này là 35 đó. 13 với lại khoảng tầm 30 là 43, 48. 48 là 22 rồi. 22, 44 thì vẫn chưa đủ cái sao cuối. Vẫn phải nâng nốt con mũi. Còn đồng đế cái này chưa tăng sao vàng, tăng sao tím này. Nhưng mà cái này một phát nó mất 5 cục rồi. Cũng vẫn thiếu nhiều lắm. Nói chung là cực kỳ khó nâng nhé. Muốn nâng lắm đấy nhưng mà không nâng được. Thôi đấy chịu, không nâng được. Thiếu nhiều.
Rồi mình sẽ quay về cái chỗ tháp xem còn hy vọng gì không nhé. Còn mỗi cái tháp này. À không, đi đi tiếp cái bên này trước nó dễ hơn này. Này đi tiếp cái này hết 6 lượt nhé. Đến lượt số 6 thì xem một tí xem tình hình địch nó khỏe không nhé. Tại cái này nên toàn tự tin ấn bỏ qua luôn nhé. Lần này xem trận cuối cùng nhé. Ấn bỏ qua mấy lượt này nhé. Ngày xưa mắc là 200, không biết giờ có mở thêm giới hạn không thì không biết. Rồi, cái lượt này xem nhé. Thường có vẻ còn đang dễ, nó chỉ khó cái 3v3, nó cần nhiều tướng. Nói chung chưa vấn đề nhé. 3v3 này thử đánh spam thử tí xem có khó không. Vẫn win được thì đi lướt luôn đi. Vẫn mượt lắm. Chắc là mỗi cái tháp trăng quyết là khó nhất. Các bạn cái này đánh nó không bị ấy reset theo tuần như tháp trăng quyết ấy. Giả sử hôm nay nó thua để đấy về sau mạnh lên đánh sau cũng được. Còn cái tháp trăng quyết đánh cố gắng đánh cao nhất có thể trong một tháng không nó reset mất. Tiếp theo vẫn chưa mở, à đây còn cái tầng này nữa. Nguy cơ là tình hình thế này chắc không kẹt đâu. Rồi ok, mượt nhé, không vấn đề gì cả. Chắc có mỗi cái tháp đâm xuyên nó khó hơn. Bên tháp này không biết nó mở thêm được cái gì nhỉ? Cái này vẫn đang mắc rồi các bạn, cái này mình chưa đi cao nhé. Rồi sang bên cái trường lực thì sao? Trường lực hiện tại cũng đã mắc theo cái số cửa mình đang đi rồi. Tiếp tục sang tiếp cái trái tim. Cũng xong rồi. Tất nhiên phải đi thêm map tiếp lại mở tiếp nhé. Đây là tạm thời xong rồi, xong trong cái mức đang có thôi. Cái lốc xoáy thì sao? Rồi cái này cũng chưa mở tiếp. Còn mỗi cái đâm xuyên thì phải từ từ. Rồi xuống cái tháp trăng quyết xem có hy vọng được không nhé. Ta cứ xuống từ cái bên nhẹ này trước. Cửa 55 xem có lầy được cửa 55. Xem qua tí xíu đấy. Xuống
Hiện tại vẫn đang để đồ cao nhất cho Shiryu ấy. Vẫn là áp lực lên Shiryu, mình phải gánh hết. Vẫn chưa kết liễu được. Ở cho cái này nghĩ là chưa có cơ hội đánh đâu, thôi để lúc khác thử lại cái này. Bây giờ tôi sang bên cái tháp bên này cho có hy vọng. Xem cửa 52. Nói chung là cơ bản mỗi tháp vừa từ trên 50 cửa. Còn lại khoảng tầm 10 cửa cuối thì hơi khó. Liệu Shiryu gánh được cái team đầu? Không ổn lắm rồi, địch còn nhiều máu quá. Cái này cũng không có hy vọng nhé. Mình nghĩ là giới hạn của cái tháng này chỉ đến được vậy thôi. Giờ đi tiếp hơi khó thì kệ vậy nhé. Đấy là dạo thời là bó tay cái tháp trăng khuyết rồi. Còn bên tinh thông thì quét hết rồi đúng không? Còn cái này quên chưa quét được, quét qua tí. Như sang đầu tháng là sự kiện hoạt lực suối nước nóng thì vậy. Mấy cái này là xong hết này. Bây giờ còn tí vàng chắc đi tăng thêm sao một số tướng để kích chỉ số ấy này. Tới là thêm con zombie man là kích thêm một tí cho cái phòng mô hình cao nhất này. Mà phòng này còn một số con đang ẩn, chắc là mấy con tướng mới ấy. Còn bên này còn thiếu nhiều tướng lắm, còn mấy con này không lấy nổi.
Bây giờ lăn tăn con này với con này. Hai con này bây giờ nếu mà cơ hội lấy được đều có thì con này sẽ mạnh hơn về mặt tấn công. Nhưng mà nếu mà chơi đúng tốc thì phải có con này để kích thuộc tính lên cho cái con UR. Thế mới đau đầu. Để ngó qua con này xem con nào nâng cấp lên tí thì nâng lên. Đầu tiên Zombie Man là con bên vũ trang thì nói chung giác đấu nâng không ảnh hưởng. Ví dụ nâng con này lên chút tí. Cứ dịch thử mấy con yếu nhất trước đi. Thôi cứ nâng dần. Tầm này cũng mở có như mở hết ấy. Hầu như tăng con nào cũng tăng chỉ số hết. Rồi sang con bên này. Chắc con nào lên tầm 4 sao thì sợ thiếu cái huy hiệu thôi. Con này không đủ huy hiệu để nâng. Con này chắc đang nâng dở. Con này vẫn thiếu ô thì cứ nâng dần đi. Con này không còn túi ram đừng nữa. Giờ kiếm cái con nào hệ khác nữa. Ví dụ con này hệ khác này. Nhưng con này ít mảnh quá. Thực ra có thể dùng cái bí ngô đổi qua đổi lại đấy. Nhưng mà chắc không nên đổi cái con phẩm thấp quá phải không ta. Nó cứ để từ từ. Này ít quá. Đa số toàn còn ít. Có cái giác đấu là nhiều nhất thì sẽ không đủ cái nguyên liệu. Cái này mấy con đã 5 sao rồi thì bỏ qua này. いざという時には、こいつらは使い物にならぬ。こいつらには、もはや愚民どもとは全く異なる新しい種族なのだ。 私は過去最高傑作。僕は正義の。今日は歌手として新曲の宣伝に来ただけなので。Nâng mấy cái sao về sau nó tốn nhiều. 今日は歌手として新曲の một cái bên vũ trang dư nhiều quá để nâng tiếp luôn nhé. Chắc cũng thừa để nâng Zombie Man đấy. Cho luôn đến 5 sao. ただいま大好評売り出し中の永久ヒーロー 現在永久11このスティンガーを皆様ただいま大好評売り出し中の永久ヒーロー現在永久11このスティンガーを皆様ただいま大好評売り出し中の永久ヒーロー現在永久11このスティンガーを皆様どうぞよろしく Nấy con giác đấu này quá nhiều tài nguyên đấy. Nhưng mà không đủ. Thôi cứ nâng 3 sao chứ. Giác đấu nhẹ nhàng 3 sao. Không căng quá không đủ nguyên liệu. Ồ sao hết vàng rồi kìa. Chắc nâng nốt con này là hết vàng. Ok, nâng ở vậy, nâng thêm nữa không còn vàng nữa. Chứ còn là mình nâng thêm ấy mà hết sạch tài nguyên. Cứ nhon một tí, nâng một tí là hết. Này là chấm đỏ cái gì ta? À, nhận được cái quà tăng ở chỗ này.
này hết vàng, biết có đựng thêm cái gì trong này không? Cũng chưa có gì, bên sau chấm đỏ con si kinh đựng tí. Ờ cái nhẹ nhàng đấy, ô này cho zombie man, nhưng chắc chắn mình lấy zombie man thì chắc chắn mình sẽ có con zombie man cho đấy rồi. Nâng chút xíu cái huy chương này tí nữa. Đây tí được 2 sao, mới nhận về tất cả lên 2 sao hết mới tăng được thôi. Nói chung là hết đấy, gần như không nâng thêm, thiếu nhiều quá. Sang tiếp bên này hết rồi. Nói chung là cái trên cái chỗ cái khiên tạm vậy. Mấy cái này chắc chưa có gì sang cái trái tim rồi. Này có nên tăng sao luôn không nhỉ? Nếu tăng là tăng sao bên này cho đều. Thì trước quay chỉ lệ là nhiều lắm đấy chứ, nhưng mà quan trọng là không có nguyên liệu để nâng đâu. Tại cái đá nó ghép lâu lắm. Lại thiếu rồi. Sướng tiếc cái đâm xuyên ở dưới. Rồi tạm vậy nhé, đây cho cái huy chương rồi tạm vậy. Cái này chắc mình chờ con zombie man nó về xong ta đánh tiếp, vì hôm nay là mình 31, ngày mai bắt đầu mình quay tướng rồi. Mà cái sự kiện nó kéo dài mùng 3 cơ, thì chắc mình phải chờ thêm cái này chưa đánh vội nhé. Xem nó mạnh lên tí nào thì đẩy lên tí đấy, nhưng mà chung cũng không kỳ vọng nhiều đâu. Này bao chấm đỏ còn cái gì không? Này, chưa nâng được gì. Mình nghĩ là có lẽ là trong cái khoảng này chắc là tạm thời thế này thôi. Nên cố tiếp chắc cũng không khả thi lắm. Thì có lẽ là thôi, có lẽ video mình sẽ kết thúc ở đây nhé. Thì bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Chúng ta chuẩn bị sang video sau, chúng ta sẽ đi lấy con zombie man về tính tiếp. Còn bây giờ kết thúc video ở đây nhé. Bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Còn bây giờ xin chào, hẹn lại các bạn các video lần sau. Xin chào các bạn nhé, xin chào nhé.